mình dừng chân ở đây thôi chơi. Đây có cái giọng này kìa. Đây. Lý tưởng luôn á cha. Trưa nay mấy cho con mình săn bắt ăn uống xong lên đây làm nhắc nha cha. Giọng đó dành cho cha đi. Cao lắm nha cha. Nhưng mà hơi cao đó. Nay chắc mình phải đi theo kiếm mấy cái đường nào mà nước chưa vô á. Nước nhà kinh khủng khiếp rồi. Dạ Trân xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Lúc Nhỏ Miền Tây. Chào cả nhà. Hôm nay gia đình mình tiếp tục săn bắt nữa nhà ơi. Ra tới đồng mình thấy cũng hết hơm rồi. Nước đầy kinh hết rồi. Bây giờ bắt con nào ăn con nấy, nếu không có bé luôn muốn sao mở ăn cả nhà. Rồi, cả nhà đi theo gia đình mình. Bây giờ mình giữ chủ sợ trời mưa, đem tấm bạc theo. Nhưng trời không mưa thôi mình đẩy đồ lại, nào mưa mình phải che. Đây ra con ơi. Mình chuẩn bị cơm, chuẩn bị đồ nấu hết trơn ở trong đó rồi. Đây vậy, rồi xong rồi mấy cha con mình sẽ đi săn bắt. Mình chọn cái địa điểm quá lý tưởng luôn nè. Cây cọng này mà trưa nay về là mát hơn hoặc đi quà luôn á. Xin mời cả nhà cùng đi săn bắt với mấy cha con mình nha. Nay mình dừng chân ở cái địa điểm đầu tiên. Hôm nay mình bắt 5 con ếch, đủ 5 người ăn được anh ơi. Xui em. Tại nước quá nhiều rồi. Sáng cha nói hôm nay cha dặm dấu bắt cá. Mày ra đây rồi cho hết ham. Đúng rồi. Vô rồi. Con này chắc ít cái quá. Nói vậy là biết rồi ha. Ủa cái đụ vậy. Sợ tôi lửa chân nha. Còn được. Mới ra là có con ít bự rồi đó anh ơi. Đầy đầy vậy cũng còn im ha. Dạ. Này tại này. Tại này nó ngay gốc rồi. Chứ nó mà cặp mé ở dưới là nó bị che hang hết. Không, mình bắt ếch nước đầy gì rất là khó tại vì không có thấy dấu chân của nó đi. Mình nhìn hang thôi. Nhìn hang thì mình không biết rồi, anh Nho anh mới biết thôi. Kế bên nha, không vậy luôn ha anh. Sợ hết thì nó ra rồi nó đắt khô nha. Ừ.
vô. Ôi, nước ở dưới cái kênh bữa nay nó trong hơn nước dưới sông nữa. Thường sao thấy cái muôn này nó nhỏ mà cha, sao bữa nay nước vô bự dữ cha, nhìn như con sông luôn á. Chị thấy nhỏ mà em, nước ít đúng không, là chị thấy cái bờ nó cao nè chứ không phải nó nhỏ. Chắc bờ nó cao vậy đó, nước ít mình thấy được cái lòng ở dưới á. Ừ thì đó, cái bờ nó cao như nghèo, bữa nay ngút ngàn luôn đó. Chị nói rồi mày không tin, này là giống như mấy con sông nhỏ em. Ghen luôn nha. Đó là khi anh bắt con bạch tuộc kiếm tiếp tiếp con này, khi anh bắt con mắc kêu mẹ đẹp. Mình phải sáng chế chứ anh. Ít cha nói sao mà nghe nó ngộ ngộ chứ ít cũng đủ
ăn rồi con ơi. Dạ, tại nay nước nước nhiều nên mình bắt theo nước nhiều thôi. Bình thường nước ít hổm mấy cho con mình bắt nhiều lắm luôn. Ít đưa con muốn. Nhiều đủ ăn chưa? Sao cũng đủ hết trơn á trời. Ít thì mình ít. Nhiều thì mình ăn nhiều. Đây là số ếch nãy giờ mấy cha con mình bắt được. Giờ mình sẽ đi mằng và mình nướng tươi. Đó. Nay mình ếch bự quá. Bắt quá bắt. Chưa có cơ hội cho cả nhà chim hết trơn á. Đưa vô là nướng con gà không chín luôn á anh. Tới con chuyện luôn cái góc đó là đưa vô là chín sức luôn á. Giờ đi nghe cái cái nổ về em cho cái bún nha. Bây giờ mình đi bún cho nó thấm. Cho muối. Cái mới được đâu phải không? Đúng rồi. Lý tưởng lắm luôn.
anh? Lên giỏng nằm đi chơi. Ôi anh dở cái ủi ếch trắng trắng ở dưới lên cái nó phì lên nhìn nó ngon. Gan da heo phải không? Bữa nay đúng bài luôn á, mình không đem dây chì mà ở đây có dây lục luôn. Gì làm cái này căng dữ nha. Rồi bữa nay đi thiếu cái món đặc biệt của anh này đó. Gì anh? Chai nước tương. Dạ ớt nướng cũng chín rồi, Trang xin mời cả nhà dùng cơm luôn nha. Thì nó cần đã chín trước khi ăn, gia đình mình ăn ngoài đồng á. Thì ở mảnh đất này cháy đất đai. Về ăn uống đủ gia đình mình ta phải chừng căn bắp nhiều biết hay cho cả nhà cùng xem ha. Đói bụng rồi, mời cả nhà ăn rau muống xào tỏi thôi. Mời cả nhà ăn rau muống xào tỏi. Thấy hấp dẫn quá. Mời cả nhà luôn nha. Mời cũng cũng vì con làm đồ ăn đặc biệt quá. Quay. Chào mời cả nhà nha. Mình để hở đó.
trước rồi luôn các bạn nha. Sao mà mình ăn cơm ở đây món gì ăn cũng ngon cha. Đúng rồi. Sự thật là không thể nào mà nói được chú. Tại vì mình ráng lao động đó con. Dạ. Có lao động là ăn cơm ngon à. Rau luộc hay là rau hay muốn xào hay là cái gì cũng vậy. Nướng chiên gì món gì ăn cũng ngon cho. Mấy cha con mình bữa nào mà đi ruộng là ăn cơm hết đồ ăn hết cơm luôn. Rồi ở nhà thì không ăn nhiều được vậy. Tại ở nhà mình ăn nhiều món quá tới ăn cơm mình no hay sao trời. Nhà mình ăn cái món nào ngon ngon ăn món gì. Làm cái gì cũng 2 đến 3 món. Mình ăn cái bị phân chia được cái mùi vị mùi hương đó. Còn cái đậm nó em nhiều khi em xỉn tương ăn cũng vẫn ngon bình thường. Các con có ăn đọt lan xào dầu chưa? Đọt lan á, hôm nay cháu làm được rồi. Mới ăn luộc mà cha. Xào dầu á, xào dầu tỏi á. Gùi là chỗ nào có đồ ăn là nó theo bạn ơi, nó đâu có phân biệt địa điểm nó xa hay gần đâu. Hay thiệt chứ. Hình như ở quê chắc có gùi chứ. Nay mấy cha con mình ăn ngon quá, không còn món nào luôn á. Nói chung là ăn sạch sạch đó. Thôi vậy giờ mấy cha con mình cũng dùng bữa xong rồi, xin phép cả nhà khép video này ở đây nha. Hẹn cả nhà những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Tạm biệt cả nhà. Giờ ăn cũng xong rồi, mấy cha con mình bắt đầu dọn đồ rồi chuẩn bị đi vô nhà, trời cũng sắp chuyển mưa. Nếu mà cả nhà có yêu thích mấy cha con mình thì hãy cho mấy cha con mình xin một lượt đăng ký, một lượt like và chia sẻ cho cả nhà cùng xem nha.